Cái này cầu cá rô lý tưởng. Giang yên tâm đi bờ bên kia rồi, mình không có lối qua. Chào cả nhà. Hôm nay thì mấy anh em mình đi ấp này hình như ấp dòng Tân, xã Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Khu này thì Hiền có đặt mấy cái bẫy á, rồi mấy con rắn lớn nó cứ giật bẫy hoài, giật hôm hoài, không có dính được bẫy. Cho nên Hiền mới gọi cho thằng Tâm kia xuống quần tìm kiếm khu này, kiếm mấy con rắn lớn. Thường thường mấy cái con rắn lớn mà nó không dính bẫy là những cái con rắn hổ dện đó. Cái chiều dài nó quá dài đi, cái bẫy mình thì không có làm lớn được, làm nhỏ nhỏ thôi để dễ giấu. Khi mà con hổ dện nó chui vô, nó chui được 1/3 người cơ thể của nó hả, rồi nó ăn chuột xong cái nó ngoái đi trở ra, nó giật trở ra không có dính. Muốn bẫy mấy con đó phải bẫy lớn mới được, mà bẫy càng lớn thì càng dễ mất.
kéo ra. Ôi ôi, không có gì hết. Có một ngốc mà. Ai dạo đây? Vậy chẳng thấy gì luôn hả? Không, không thấy gì đó. Lên luôn rồi cho bật cái kia. Bật luôn cho đây nè. Bật cái đây nè. Ê, ê, cái chân lít, cái chân lít. Có con rắn nè, con rắn nè. Con ngô sáp là gì á? Lúc chưa vậy á. Ngay chân luôn, nó canh ngay chân lít luôn. Ngay cái bọng, ngay cái kẻ đó, đó, đó rút vô đó. Con hổ. Đưa đầu ra kìa. Chắc được. Nó đang canh đó. Được cái chân lại sát sát ghê quá vậy. Ông đứng ngay đây nè. Đứng ngay đây chứ. Nè, cái chân còn rắn nằm đây nè. Nó canh 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 thấy ghê thấy mộ luôn. Đây nó giật lại nè. Nó nằm bên này chắc đây nè. Đây đây. Nó không được lớn lắm à. Mà nó dài. Còn đi hết đi được không? Chả đưa đầu ra canh canh thấy ghê quá. Nãy nằm bên đằng cái ca vậy. Nằm bên này đặt bên rồi mở. Đang ngồi vậy. Nó quằn quằn thấy ghê ha. Quằn 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 quằn. Sao lại? Buốt buốt nhé, lít nó sợ kìa. Trời chưa? 520 gram. Sáu lạng hả? Đâu tới, được chứ. Cái này cái nằm chuồng bò. Mà không biết sao ta nghĩ nó bò rồi. Chắc chứ lắm.
dậu thì dậu. Thấy nó hoài anh, có già lộng không? Có ông cả cỏ mà em ở đây em ruộng đây chứ lâu lâu em mới ra bơm nước rồi không thấy ông thấy hoài à. Không có cỏ nó bự lắm. Mà ông ấy đi nhiều mấy bài. Ào 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 với cái mưa vậy mà bay lên như chơi. Bự, ông nó bự. Nó dài mà. Cái dài mấy mương nó bường qua hết. Rồi. Kiếm này, cái nhỏ này nè. Nó bự cái bự thì không biết đâu. Nó ra lỗi bán anh ta. Ừ. Có lo vui gì nè. Ê, trứng con gì nè. Cúc ơi. Đẻ nó bỏ luôn trời. Không hỏi hư luôn rồi. Rồi nóng hực hực luôn á. Trời nắng á. Nó đẻ lúc cái cỏ này nè. Còn bụi. Xong cái người ta cắt cỏ nó còn nằm lại. Giờ nắng vô hư luôn, không nở nổi. Nóng dữ lắm. Hư rồi, chín luôn rồi. Hư rồi. Cái chuyện chín luôn á. Nóng cực kỳ luôn rồi. Mấy anh em mình đang đi tới cái điểm săn bắt. Đó. Tới điểm săn bắt thứ hai mà gặp mưa. Cho nên ghé uống ly nước. Sẵn tâm nó kiếm thêm. Không có giải trí mà. Dân trẻ à. Nói chứ ghé đục mưa rồi xong chắc về luôn quá. Tính đi điểm săn nữa mà mưa kiểu này thôi rồi. Giờ thôi anh em mình tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Hồi nãy ra tin tạm biệt cả nhà. Cả nhà. Mưa lớn rồi. Càng ngày càng lớn lên nè. Lật gió lại ngay đi, ngay chắc luôn. Mưa này là khỏi tạnh luôn.